Hello ông bà cô chú anh chị em, Lộc hiện giờ đang ở ngay chỗ bãi Bạc Kinh, chỗ đậu xe của đám trẻ. Đây là để đua xe đậu, nó làm cho xe mình đẹp lên, đem ra coi quảng cáo xe của mình, xe nào đẹp hay là xe nào chạy nhanh như thế nào. Tại vì chỉ có mỗi một tuần á, chỉ có một đêm như vậy mà thôi, là mỗi thứ năm ở đây, ở ngay khu vực này. Cho nên Lộc ghé qua đây coi nó như thế nào, có gì vui hay không, có gì khác lạ những chỗ bên chỗ khác không. Đó. Nhiều loại xe đó. Xe đẹp, nó sơn sửa kiểu màu đủ kiểu, làm cho xe mình đẹp, xe chạy nhanh, sửa lại xe đẹp rồi đem ra đem xe mình ra phe coi xe nào đẹp, xe nào hay, có gì mới lạ. Tựa lên cũng là một đêm họp mặt cho vui vẻ trong một cái khu này đó. Các bạn nghe đó, xe nó chạy tiền cống bô, nó nghe lớn ồn ào như vậy đó. Tôi tụ tập về đây đó, những chiếc xe như vậy đó, rất là đẹp. Đem xe ra coi. Mấy chỗ này nó không bằng những chỗ khác, chỗ là máy móc này kia, nó chế máy sửa máy rồi lại nó làm bộ máy xe của mình lại có gì đặc biệt không đó. Cái gì như chẳng hạn như chiếc xe này nó sửa lại trong đây có những cái gì trong này đó, xe cũ vậy đó mà nó sửa lại cho nó đẹp cho nó mạnh đó. Máy Cobra, nó bộ máy khác vô đó. Bỏ nó đồ vô, bỏ chạy cho nhanh đó. Đó. Các bạn thấy đó, nó bỏ đủ thứ trong này đó. Nó dở cái hút này lên, nó bỏ lên cái mùi xe nó luôn đó. Nuôi xe đã làm việc cho đua xe này để chạy đó. Xe mà cũ nhưng mà nó chạy rất là nhanh nha các bạn đó. Xe Classic đó. Ở đây còn đám bên kia thì những chiếc mô tô. Khu vực này là cảnh sát cũng hay thường xuyên tới, cũng xảy ra nhiều thứ chuyện xảy ra, nhiều đủ loại người dân, đủ cỡ, đủ kiểu, đủ sai hết, rất là nguy hiểm, có nhiều chuyện xảy ra bất ngờ lắm, chứ như chiếc này ở đây, các bạn thấy những chiếc mô tô, được, cho nên trà Honda rồi nó chạy. Rất là nhiều đủ cỡ sai hết đó. Ở đây là con đường này nó đua mỗi đêm, ý là mỗi tuần đông đảo, không biết khi nào mới giải tán được đây. Chỗ này rất là phức tạp, loại ăn chơi cũng có, loại hiền lành cũng có, ham vui ra đây chơi ham vui đó. Cũng dính líu tới tùm lum hết đó, tuổi trẻ mà đó, thấy các bạn cũng thấy là tuổi đâu có lớn đâu đó, 30-40 trở lại là nhiều đó, rất là vui đó, nhưng mà hy vọng rằng không có chuyện quỵ quả phá này kia đó. Đó. Không biết có đuôi xe hay không đó, gắn bô gắn đồ đổ máy hụ lên đó, có gì khác lạ với những xe khác, có gì mạnh hay không. Xe truck, những xe bán tải. Đừng nó có xe bus không. Không biết thì ngồi đứng ngồi trời lạnh như vậy mà nó đứng ngồi này được, không biết bao lâu mới giải tán.
George ở những secret. Outcast. Bimmer. À, có cái chỗ nào đua xe mình đứng mình coi đua xe người ta. Kiếm chỗ mình đua xe mình đứng mình coi như thế nào, chạy bao nhiêu xa, vòng lại. Nissan. Nó như thế nào hàng tuần nó như thế nào, mỗi tuần nó xảy ra những chuyện ở đây phức tạp hay không, có quậy phá như ở những nơi thành phố mà những nơi Cali mình ở hay không, quậy phá như dân bên đó rồi nhậu nhẹt đánh đập rồi tùm lum chuyện xảy ra. Bên đây là thấy là thấy bình yên lắm, đám trẻ ở đây nó rất là hiền lành. What's up guys? Cho nên thấy rất là hiền, nhưng mà đường những chỗ này nó rất là phức tạp. Không biết gì. Trời, cái đua xe vô mà chờ không biết chờ ra ai coi nha. Chắc đua xe đua quá. Chắc cái vụ đua xe xảy ra rồi. Xe mới, xe đẹp nè, đó, xe rất là thích. Nói về đám trẻ đua đòi. Đám mô tô đầu biểu diễn con đi rồi. Đi đòn đi nặng không ông bô mà nẹt ra lửa. Trời lạnh chết luôn, nó đứng đám của ngoài này nè. Sắp ra trời ơi. Xe thứ dữ rồi. Trời ơi, cái đường lậu này. Để mình vô mình coi có được cuộc đua xe nào không nha. Xe màu đèn màu tím rồi cũng đẹp lắm chứ. Xe 70 ngàn á, chiếc này. Chiếc là 70 ngàn á, bỏ đồ vô. 100 ngàn á. Chiếc này 100 ngàn cốp ra đó. GT500 Shelby đó, khó kiếm lắm đó chiếc này, chỗ 102 á.
Let's see. What hold on. Again, let me get in here and see what we got here. Oh, wow. The first time getting for 100,000 car. Wow, nhìn xe rất là đẹp, cái 100,000 đó. Ở bên trong cái 100,000. Xe bì đó nha. 500 GT 500 xe bì. Đó, chế biến rồi cái 100,000 chiếc xe. Ghế da. Ở đầu rất mướt, rất là đẹp. Đó. Tay lái nè, cũng rất là đẹp luôn. Chiếc xe này cái 100,000 đó nha các bạn. Đó. Rồi phía sau. Đó, nhìn phía sau nè. Wow. Cái 100,000 chiếc xe này quá trời rồi. Ok, rồi mình ngồi dưới đây mình lấy hơi chút xíu đủ rồi nha. Ngồi lâu quá nó nắm đầu ra. Thôi thì bữa nay thì không có đua xe. Tiếc quá không có đua xe, không để mình có cơ hội để coi nó đua xe như thế nào. Đó, chỉ là nó chạy vòng vòng trong khu thành phố, con đường phố thôi. Nhưng mà thôi thì không có đua xe, thôi thì mình xin tạm dừng cái clip này tại đây. Và xin chào tất cả cô chú anh chị em. Đó là vui của thành phố Lafayette này hàng tuần trong cái WhatsApp này nè. Để có gì vui để cho mọi người nghe nói nha. Thôi thì xin chào, tạm biệt.